Chiều ngày 11 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân, 43 tuổi, là cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt. Các bị cáo Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà cùng là nhân viên của bà Hằng có đơn xin hoãn phiên tòa và vắng mặt. Luật sư Hồ Nguyễn Lễ bào chữa cho những bị cáo này có đơn xin hoãn phiên tòa do trùng lịch công tác từ trước. Đối với người liên quan, bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt, còn bà Đinh Thị Lan có mặt cùng hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Trong phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là lần đầu tiên phiên tòa được mở mà vắng rất nhiều người tham gia tố tụng. Vì vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người liên quan, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Các luật sư tham gia phiên tòa đồng ý với quan điểm của đại diện cơ quan công tố trong việc đề nghị hoãn phiên tòa. Khi được chủ tọa hỏi có ý kiến gì hay không thì bà Đinh Thị Lan bật khóc nước nở, nghẹn ngào nói Tôi rất mong muốn phiên tòa được diễn ra, tôi là bị hại trong vụ án. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa này vắng các bị cáo, luật sư, người bào chữa. Ngoài ra, vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, người liên quan, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại được ấn định vào ngày 4 và ngày 5 tháng 4. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo là Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, đồng phạm của bà Hằng là ông Đặng Anh Quân lĩnh 30 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà cùng bị phạt 18 tháng tù. Sau phán quyết trên, bà Hằng chấp nhận hình phạt và đang thi hành án. Ông Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, những bị cáo còn lại kháng cáo xin hưởng án treo. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Cụ thể, bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, có địa chỉ tại Bình Dương, được nhiều người trên mạng xã hội biết đến. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý, thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân. Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà. Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Dầu, Trương Thị Việt Hà trái quy định của pháp luật. Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi live stream cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra trong buổi live stream vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội và Internet, thông báo thời gian chủ đề live stream, chuẩn bị nội dung sân khấu để bà Hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà Hằng. Hành vi của các bị cáo là Nhi, Hà và Tân cùng với quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng. Chiều mùng 10 tháng 3, một nguồn tin xác nhận phiên tòa phúc thẩm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, sẽ bị hoãn xử theo lịch dự kiến vào ngày 11 tháng 3. Mặc dù các cơ quan chức năng đã trích xuất đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng lý do hoãn xét xử là do ba bị cáo đồng phạm đang được tại ngoại, là nhân viên của Nguyễn Phương Hằng có đơn xin hoãn. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bốn đồng phạm, bị cáo Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Công Tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Đồng thời, hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo. Tuy nhiên, theo quyết định xét xử phúc thẩm, tòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa dù bà đang thi hành án tù. Sau khi có yêu cầu trích xuất, áp giải ra tòa, Cơ quan công an đã thực hiện lệnh đưa Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam Chí Hòa. Tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù. Thông qua 12 tài khoản mạng xã hội từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Hằng đã phát trực tiếp thông tin nhiều nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự nhiều người bà Hằng đã thông tin không đúng sự thật về ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Nguyễn Phương Hằng đã đi thi hành án, xin vắng mặt phiên tòa phúc thẩm. Ngày 7 tháng 3, một nguồn tin cho biết bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đã có đơn xin không tham gia phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 3. Nguồn tin này cũng nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin vắng mặt là thể hiện thực thi quy định pháp luật. Mặt khác, phúc đáp để tòa án biết quyết định triệu tập của tòa đã được gửi đến bà Hằng. Trước đó, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm ra xét xử phúc thẩm vào chiều ngày 11 tháng 3. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng quyết định triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng dù không kháng cáo bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sắp tới do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa cùng hai thẩm phán là Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Phiên tòa được mở vì bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên ngày 21 tháng 9 năm 2023 có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, là trợ lý của bà Nguyễn Văn Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Đinh Thị Lan, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 đã phạt các bị cáo Nhi, Hà và Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù, bà Nguyễn Phương Hằng với vai trò chủ mưu bị phạt 3 năm tù. Cả năm bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nội dung vụ án nêu rõ, với sự giúp sức của các bị cáo Nhi, Hà và Tân cùng sự cổ vũ của bị cáo quân, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi live stream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vị Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni là cựu nhà báo luật sư ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá, ông Huỳnh Minh Hưng là ca sĩ, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà và ông Nguyễn Đình Kim. Theo một nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nguồn tin này cũng giải thích rằng dù bản án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng quy định cho phép bà Hằng thi hành bản án sơ thẩm vì bà Hằng không kháng cáo. Sáng ngày 1 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, là luật sư nhà báo và luật sư Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Gần 8 giờ sáng, hai bị cáo là Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ được dẫn giải tới tòa. Các lực lượng nhanh chóng đưa hai bị cáo vào phòng chờ xét xử. Bà Nguyễn Phương Hằng là giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước phiên xử, cả bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cũng có đơn xin vắng mặt. Ghi nhận đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 3, cả bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không tham dự phiên tòa. Theo truy tố, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân và Facebook cùng tên là nhà báo Hàn có một số buổi kỳ hình với nội dung đăng tải liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật hay không đăng tải vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam cũng như quỹ từ thiện hàng hữu, bà Hàn Ni nói rằng trước đó bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều buổi live stream xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Về những thông tin phát ngôn trong các clip, bà Hàn Ni khai nhận lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí đối với luật sư trần văn sĩ cơ quan điều tra xác định ông sĩ đã sử dụng kênh youtube cá nhân là luật sư trần văn sĩ đăng tải những clip thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần đại nam ông sĩ đã thừa nhận những thông tin ông dùng để phát ngôn trong các buổi ghi hình là lấy thông tin từ các buổi ghi hình của bà nguyễn phương hằng trước đó đồng thời lấy thông tin từ các bài báo của các cơ quan báo chí chính thống và ông căn cứ vào các văn bản pháp luật để phân tích ông trần văn sĩ cũng khai là không có thù hằn mâu thuẫn gì với vợ chồng bà nguyễn phương hằng